Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình hình lây lan dịch bệnh tại New South Wales ngày càng phức tạp với 1029 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong ngày hôm nay. Và trong bối cảnh này thì không ai ngạc nhiên khi mà toàn thể vùng nông thôn của New South Wales sẽ bị kéo dài thời gian phong tỏa đến ngày 10 tháng 9. Mặc dù vậy thì vẫn sẽ có vài biện pháp nới lỏng đối với những ai đã trùng ngừa đủ hai liều vaccine. Trong khi đó thì Victoria tiếp tục bất ổn với 80 ca nhiễm mới ngày hôm nay. Tại Canberra, số ca dương tính là 14, trong khi New Zealand thì vẫn tiếp tục gia tăng số ca nhiễm ngày hôm qua là 61 ca và hôm nay là 68 ca. Riêng tiểu bang Queensland tiếp tục không có ca nhiễm cộng đồng nào. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua Sau khi đã tăng lên 919 ca nhiễm ngày hôm qua, thì hôm nay một lần nữa New South Wales đã tự phá kỷ lục của chính mình với 1.029 ca nhiễm mới và đây cũng là kỷ lục về số ca nhiễm trong một ngày tại Úc mà chưa một tiểu bang hoặc lãnh thổ nào có được. Ngoài ra, New South Wales cũng tiếp tục đạt kỷ lục tích cực về nhân số chủng ngừa sau khi đã có 136.000 người chủng ngừa ngày hôm qua, nâng tổng số liều vaccine đã được sử dụng tại New South Wales lên mức 6 triệu 200 ngàn liều. Ngoài số ca nhiễm kỷ lục, thì New South Wales cũng đã có thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số tử vong vì COVID-19 tại New South Wales kể từ ngày 16 tháng 6 đến nay lên thành 79 người. Trong số 3 ca tử vong mới ngày hôm nay, có cả một thanh niên trẻ ở độ tuổi 30, trong khi hai người còn lại là một người đàn ông ở lứa tuổi 60 và một cụ ông ở lứa tuổi 80 cả 3 ca tử vong này đều chưa chủng ngừa vaccine và đều đã tử vong tại nhà. Khi loan báo về số ca nhiễm kỷ lục ngày hôm nay, đồng thời Thủ hiến Gladys Berejiklian cũng loan báo gia hạn thời gian phong tỏa toàn thể khu vực nông thôn của tiểu bang New South Wales đến ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 sắp tới. Riêng với những ai đã chủng ngừa đủ hai liều thì sẽ có được một vài sự nới lỏng và sự tự do kể từ ngày 13 tháng 9. Tuy vẫn thường nói là nhân số nhiễm bệnh lên xuống hàng ngày và 1029 ca hiện đang là một kỷ lục mới. Thế nhưng, Thu hiến Gladys Berejiklian khuyên cư dân không nên quan tâm quá nhiều đến số ca nhiễm dương tính vì con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Thay vào đó, nên quan tâm nhiều hơn về số bệnh nhân COVID-19 phải nằm bệnh viện cũng như nhân số tử vong và đây cũng là quan điểm hiện tại của chính phủ liên bang. Cũng theo lời thủ hiến Gladys Berejiklian thì hơn 80% các ca nhiễm mới ngày hôm nay vẫn là tại khu vực miền Tây, kế đến là khu vực Tây Nam Sydney. Bởi vậy, y sĩ trường Kerry Chant vẫn tiếp tục kêu gọi cư dân vùng Tây và Tây Nam Sydney trùng ngừa đông đảo là nơi có nhiều người Việt định cư. Tình hình đại dịch tại Victoria trong 24 giờ qua Victoria tiếp tục lập kỷ lục mới với 80 ca nhiễm được ghi nhận ngày hôm nay, và đây cũng là số ca nhiễm trong một ngày cao nhất tại Victoria trong đợt phong tỏa lần thứ 6 này. Tuy nhiên, con số 80 ca nhiễm có lẽ không quan trọng bằng con số 41 ca nhiễm đã lây lan bên ngoài cộng đồng và 13 ca được coi là bí ẩn, vì đây sẽ là những yếu tố quyết định thời gian phong tỏa Victoria có thể chấm dứt hay không chấm dứt vào ngày 2 tháng 9 sắp tới. Trong 24 tiếng đồng hồ qua, Victoria cũng đã có một nhân số thử nghiệm kỷ lục là 56.248 người và số người được trùng ngừa là 33.932. Trong khi đó thì ngày hôm qua Victoria đã có 45 ca nhiễm mới và cũng như tại New South Wales, hệ thống bệnh viện tại Victoria đang có nguy cơ bị quá tải và do đó Victoria sẽ phải tuyển dụng khẩn cấp 350 nhân viên y tế từ nước ngoài mà 95% nhân số này là bác sĩ để giảm bớt áp lực đối với hệ thống bệnh viện hiện nay. Thật ra 45 ca nhiễm không phải là một con số quá cao nhưng điều quan trọng là đa số đã bị lây nhiễm trong thời gian sinh sống trong cộng đồng. Cũng như tại New South Wales, các viên chức tuyến đầu phục vụ trong hệ thống y tế tại Victoria đã phải sống cách ly 14 ngày khi đơn vị mà họ phục vụ xuất hiện ca dương tính và trở thành địa điểm có rủi ro. Y sĩ đoàn AMA tại New South Wales cũng như tại Victoria và Queensland đều nói rằng hệ thống y tế không thể hoạt động hữu hiệu nếu có quá nhiều bác sĩ và y tá phải sống cách ly 14 ngày. Tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế không chỉ xảy ra tại Úc mà cũng đã và đang xảy ra tại hầu hết các quốc gia giàu có ở châu Âu và Bắc Mỹ trong đại dịch hiện nay. Cho đến thời điểm hiện nay, danh sách các địa điểm có rủi ro tại Victoria đã lên trên 800 nơi. Trong số này có gần 10% là các trung tâm y tế và mới vừa được thêm vào danh sách này là trung tâm Monash Medical Center tại Clayton. Sau khi một bệnh nhân bị dương tính đã có mặt tại khu khẩn cấp trong khoảng thời gian từ 3 giờ 30 phút chiều cho đến 6 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 8 vừa qua. Và do đó, toàn bộ nhân viên làm việc tại khu khẩn cấp cũng như tất cả bệnh nhân có mặt tại khu vực này trong cùng ngày giờ nói trên đều phải sống cách ly 14 ngày. Ngoài ra, chính phủ Victoria hiện nay cũng đang đẩy mạnh việc chủng ngừa cho học sinh lớp 12 trước khi cuộc thi tốt nghiệp trung học VCE bắt đầu vào tháng 10. Tình hình đại dịch COVID-19 tại lãnh thổ thủ đô trong 24 giờ qua Lãnh thổ thủ đô ACT đã ghi nhận 14 ca nhiễm mới ngày hôm nay, tức là gia tăng thêm 5 ca nhiễm so với chỉ có 9 ca ngày hôm qua, nâng tổng số ca dương tính tại ACT lên mức 190 ca kể từ khi bùng phát đợt dịch lần này. Trong số này có 9 bệnh nhân đang được chữa trị tại bệnh viện và một người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch và hiện được chữa trị tại khu khẩn cấp ICU. Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia lo lắng không phải là sự gia tăng từ 9 ca nhiễm lên thành 14 ca nhiễm, mà là nhân số lây nhiễm bên ngoài cộng đồng và con số này ngày hôm nay chỉ là 1 ca, trong khi 13 ca còn lại đã được phát hiện trong thời gian sống cách ly và đây là thông tin vô cùng tích cực. Ngoài ra, thì danh sách các địa điểm quan tâm tại Canberra này cũng đã lên trên mức 400 nơi. Điều này có nghĩa là hầu hết những quán cà phê, shopping, trường học v.v. đều đã từng có các ca dương tính xuất hiện. Canberra đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ ba và dự phóng là tình trạng phong tỏa sẽ chấm dứt vào ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì có lẽ việc phong tỏa tại Canberra sẽ bị kéo dài. Nhưng Thủ hiến Andrew ba chưa công bố về thời gian kéo dài sẽ trong bao lâu. Trong khi đó, về lịch trình chủng ngừa, ngày hôm qua Canberra đã có khoảng 4.000 người chủng ngừa. Như vậy là cho đến thời điểm này, đã có 37% cư dân Canberra trên 12 tuổi được chủng ngừa một liều. Ngoài ra, thì ngày hôm qua, Canberra cũng đã có gần 6.000 người thử nghiệm. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New Zealand trong 24 giờ qua Mức độ lây lan đang gia tăng tại New Zealand khi mà ngày hôm nay, New Zealand cũng đã có số ca nhiễm kỷ lục là 68 ca, nâng tổng số ca dương tính đang phát triển tại New Zealand lên mức 277 ca. Trong số 277 ca nhiễm này, 263 ca đã xảy ra tại Auckland và 14 ca là lây nhiễm tại Wellington và hơn 24.000 người được xác nhận là tiếp xúc gần và đang phải sống cách ly. Ngày hôm nay New Zealand cũng đã loan báo về 495 địa điểm đáng quan tâm, bao gồm rất nhiều trường học, viện đại học, nhà thờ, nhà hàng, quán bar, phi trường và casino. Tất cả đều là những nơi có rất đông người lui tới, vì thế mà nhân số nhiễm bệnh được dự phóng là sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới. Nhắc lại là toàn thể New Zealand đang bị phong tỏa cho đến ngày mai thứ Sáu và có thể chấm dứt đúng hạn. Riêng tại Auckland thì việc phong tỏa sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 8. Làn sóng này bắt đầu với một người từ Sydney đến Auckland vào ngày 7 tháng 8. Tuy số ca nhiễm gia tăng, nhưng Tổng giám đốc y tế Bloomfield nói rằng điều may mắn là sự gia tăng chưa ở cấp số nhân, tức là chưa lên tới mức cao độ. Tình trạng đóng cửa biên giới tại Tây Úc và Queensland tiểu bang Queensland ngày hôm nay cũng đã loan báo là không có thêm ca nhiễm nào trong cộng đồng. Trong khi đó thì hôm qua, chính phủ Queensland cũng đã loan báo rằng kể từ 12 giờ trưa ngày hôm qua, biên giới Queensland đóng cửa trong hai tuần lễ đối với tất cả cư dân tại New South Wales, Victoria và ACT, tức là ba nơi đang bị phong tỏa và được coi là vùng nóng hotspot. Ngoài ra, thì trong cuộc họp báo sáng này, Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cũng đã loan báo về quá trình xây dựng trung tâm cách ly tập thể tại Toowoomba với quy mô 1.000 giường mà chính phủ lao động Queensland dự phóng là sẽ hoàn tất vào cuối năm nay và có thể đưa vào sử dụng vào đầu năm tới 2022. Trong khi đó, thì chính phủ Tây Úc loan báo giảm bớt các biện pháp kiểm soát đối với cư dân Nam Úc và cư dân Queensland kể từ nửa đêm hôm qua, Ngược lại, chính phủ Tây Úc đã ban hành biện pháp đóng cửa biên giới đối với cư dân New Zealand, đặc biệt là đối với New South Wales thì chính phủ Tây Úc đã nâng cấp nguy hiểm đến mức cao nhất. Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính phủ Tây Úc có vẻ bất mãn với một số cư dân New South Wales đang tìm cách nhập cảnh Tây Úc. Trong khi đó thì một chiếc tàu chở ngũ cốc có gần 100% thủy thủ bị dương tính đã cập bến Tây Úc, nhưng tất cả thủy thủ đều phải ở trên tàu trong khi cập cảng Fremantle. Cuối cùng là tình hình đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. Hơn 12.000 ca nhiễm mới được ghi nhận. Ngày hôm qua 25 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó hơn 50% là lây nhiễm bên ngoài cộng đồng. Riêng Sài Gòn thì nhân số này là hơn 85%. Ngoài ra hôm qua cũng đã có 7.646 bệnh nhân được rời khỏi bệnh viện. Trong tổng số ca nhiễm hôm qua, Sài Gòn đứng đầu với 5.294 ca. Bình Dương tiếp tục đứng thứ nhì với 4.129 ca, Đồng Nai có số ca nhiễm là 618 ca, Long An có 460 ca, Tiền Giang có 319. Trong khi tại khu vực miền Trung thì Đà Nẵng có 162 ca nhiễm, kế đến là Khánh Hòa với 150 ca. Còn tại Hà Nội, số ca lây nhiễm ngày hôm qua đã gia tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó là 96 ca. Về nhân số tử vong, ngày hôm qua Việt Nam cũng đã có thêm 335 ca tử vong. Trong số này có 266 ca là tại Sài Gòn, Bình Dương có 31 ca, Long An có 16 ca, Đồng Nai có 13 ca, Đà Nẵng có 3 ca, trong khi Hà Nội, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang, mỗi nơi có 1 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến chiều tối ngày hôm qua là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2.5%, tức là cao hơn 0.4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2.1%. Ba ngày qua, thành phố Sài Gòn đã thực hiện biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, tức là ai ở đâu ở yên đó, và đã lấy hơn 500.000 mẫu test nhanh. Trong khi 10 ngày trước, số mẫu chỉ đạt 10.000 đến 15.000 mỗi ngày. Ngoài ra, Sài Gòn cũng sẽ đánh giá lại bản đồ 4 vùng xanh, tức là an toàn, vàng là nguy cơ thấp, cam nguy cơ cao, đỏ là nguy cơ rất cao sau khi hoàn thành lấy mẫu và sẽ quét lại một lần nữa. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đang điều trị hồi sức tích cực cho 749 trường hợp có diễn biến nặng. Bên cạnh đó, 27 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đang trong tình trạng nguy kịch phải sử dụng tim phổi nhân tạo. Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 với nhiều diễn biến phức tạp. Gần 2 năm sống chung với đại dịch, đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn đã trở thành thói quen của người dân để phòng chống lây nhiễm virus COVID-19. Tuy nhiên số ca mắc trong cộng đồng mỗi ngày vẫn tiếp tục được ghi nhận, trong số đó nhiều người không rõ nguồn lây và đây cũng là lý do vì sao mà số ca nhiễm F0 tại Sài Gòn vẫn chưa thể giảm hạ được. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.